Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, và đây là những con giáp sẽ vô cùng may mắn trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Và ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi làm thì dễ được khen thưởng, đề bạt. Vào ngày hôm nay, nếu bạn ký kết các hợp đồng quan trọng thì khả năng thành công có thể lên tới 99%. Các bạn hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhé! Và đó là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, nhờ có thực thần độ mệnh, báo hiệu người tuổi Tý sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt, mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh. Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. Bạn nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc. Thủy hỏa làm dấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết giữa các cặp đôi. Người độc thân vẫn sẽ dậm chân tại chỗ vì không tìm được người ưng ý. Nhưng nếu bạn cảm thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì chuyện tình yêu cũng không gây ra quá nhiều phiền muộn cho bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Theo các nhà tử vi học dự báo, tam hợp cục dự báo người tuổi Sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên vô cùng tốt đẹp. Người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, và nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao. Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày. Thiên ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Người có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão cho thấy con giáp này có thể gặp nhiều tin vui về tài lộc. Dù là cuối tuần nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình. Vốn dĩ Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để vất lên, thì hôm nay chính là dịp may hiếm có mà bạn nên tận dụng. Bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực, mở rộng quy mô, giảm thiểu rủi ro tài chính. Mộc sinh hỏa, tình cảm lứa đôi đang trong những tháng ngày ngọt ngào, hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để quan tâm tới nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thìn. Hôm nay, tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu. Có chính ấn tương trợ, sau bao gian khó thì cuối cùng người tuổi này cũng đã đạt được những thành tựu xứng đáng. Cũng trong ngày này, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng, phát triển năng lực của mình. Sự nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường giúp bản mệnh làm đâu thắng đó, bội thu lợi nhuận, bỏ xa đối thủ sau lưng. Lại thêm ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng, nắm tay vượt qua tất cả. Người độc thân hài lòng với tình trạng hiện tại, không quá sốt ruột khi duyên chưa tới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Ngọ. Ngày Tỵ Ngọ tương hội, tuổi Ngọ có các thần chỉ lối nên tài vận tăng tiến không ngừng, tài lộc vô cùng hanh thông.
Hôm nay, người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm công việc phụ, được giúp đỡ để tăng thêm thu nhập, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài, phát lộc, giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình. Cũng là nhiều tuổi ngọ luôn biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách. Có điều ngũ hành can chi trong ngày tương xung nên gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Người ấy vẫn chưa dành tình cảm đặc biệt cho bạn nên con giáp này phải nỗ lực nhiều hơn mới giành được hạnh phúc cho riêng mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Thân. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy hứng khởi cho con giáp tuổi Thân nhờ có lục hợp thái tuế che chở. Con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển, có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan. Người tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng không cần lo lắng về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Nếu muốn dư giả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Cát khí còn giúp nhân duyên rộng mở, nếu là một người còn đang lẻ bóng, có thể bạn sẽ vô cùng gặp được đối phương vừa ý. Chưa biết liệu cả hai bạn có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài hay không, nhưng đây sẽ là người vô cùng thú vị và có ảnh hưởng tích cực đối với bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 7. Tuổi Dậu. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu nắm được bí quyết để tiến băng băng trên con đường mình đã chọn. Cơ hội đang đến nên bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này để giành lấy các vai trò lý tưởng hơn trong công ty, thể hiện vị trí không thể thay thế của mình. Chuyện tài chính của bạn đang khá ổn định nên bạn cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư thêm các khoản sinh lời để đảm bảo cho tương lai của mình. Tuy nhiên bạn cũng không nên nóng vội lao vào những dự án đầu tư mạo hiểm kẻo mọi thứ lại biến mất nhanh chóng. Bạn cũng sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi nên hãy cứ mạnh dạn cho người ấy biết về cảm xúc thật sự của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong ngày 1 tháng 11 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.